Trong chiến thắng 3-2 của Po FC trước Sosu ngày 16 tháng 4, Quang Hải thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị dù trước đó hiện diện trên poster quảng bá trận đấu của câu lạc bộ. Như vậy, ngôi sao vừa bước sang tuổi 26 chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận suốt 6 tháng qua, với tổng cộng 10 phút thi đấu. Chứng kiến thân chủ mỏi mòn trên ghế dự bị, thỉnh thoảng góp mặt ở đội dự bị, người đại diện mới Michel Fesanh quyết định hành động. Tuy nhiên, đề nghị mở cuộc thảo luận về tương lai Quang Hải đã không được phía Po FC đáp ứng. Đội bóng Pháp có lý do để từ chối, bởi hợp đồng của cựu cầu thủ Hà Nội FC vẫn còn 14 tháng nữa mới đáo hạn. Ngay sau đó, một loạt tin đồn Quang Hải sẽ chuyển tới thi đấu ở Thai League của Thái Lan, cụ thể là Mường Thong United. Tờ Siem Sport cho rằng thương vụ này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi Mường Thong nổi tiếng về mặt tiếp thị, đồng thời Quang Hải cũng đảm bảo về mặt chuyên môn. Việc không gia hạn hợp đồng với Sador Mirzaev có vẻ là hành động dọn đường cho Quang Hải. Mặc dù vậy, ngôi sao người Việt vẫn còn thỏa thuận với Po FC, và chi phí giải phóng hợp đồng là một vấn đề lớn. Mặc dù đạt được nhiều thành tích, song Poking vẫn chưa nhận được đề nghị ký mới từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan Fed thay cho hợp đồng cũ sẽ hết hạn cuối năm 2023. Trong phát biểu mới nhất, huấn luyện viên 47 tuổi nói rằng các tin đồn sẽ không xuất hiện nếu Fed công khai ý định và bày tỏ mong muốn hợp tác với sự tin tưởng. Trong lúc chờ đợi Quang Hải đến xứ Chùa Vàng, huấn luyện viên trưởng của Thái Lan Mano Poking lại trên đường tái gia nhập V-League. Nhiều nguồn tin cho hay, chiến lược gia từng dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được lời mời ký hợp đồng dài hạn từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng đang xếp thứ 5 sau 7 vòng đầu V-League 2023 vẫn khao khát sở hữu một huấn luyện viên danh tiếng và Poking là cái tên phù hợp với hai lần giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020 và 2022. Trong cả hai chiến tích đó, huấn luyện viên người Đức gốc Brazil đều đánh bại đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo.